thử hết cầu 100.000 ăn được gì chứ cổng làm sen. Let's go. Ở đây cá viên bao nhiêu một viên vậy chị? Chị bán bao nhiêu một xiên? Ở dưới đây 5.000, trên đây 10.000. Có hai loại này 15. Bao nhiêu tiền thì chị mới chiên nước mắm được? Bao nhiêu chị cũng chiên cái này. Vậy chị bán cho em 30.000 chiên nước mắm nha. Ok. Nếu em đưa lên thì em cho em mặc chị lại nha. Chị ngại hả? Ờ, chị ngại. Mà khách mà lựa nhiều quá, chị hỏi bao nhiêu người ăn? Hai người lấy em 100.000 không hết, tôi cũng bán. 30, 20 gì cũng đều làm theo cái tâm hết em. Trời ơi, 30.000 của chị chắc bằng 5-70 của người ta. Cái hủ nước chấm, cá viên chiên nước mắm 30.000. Trời ơi, nhiều quá mọi người, rất là nhiều luôn. Trái cây quá hấp dẫn nha mọi người. Có bán trái cây này bao nhiêu tiền ạ? 15 là xài. À, củ sắn, cốc. Còn mặn Hà Nội là 20. Còn thơm 10, dưa hấu 10, đu đủ 10. Miếng thơm phải không? Dạ. Còn thơm với dưa hấu? Còn dưa hấu cũng 10 nha. Dạ. Là 20. 20 năm cô làm nghề này luôn hả? Cô bán nghề này không hả? Sắp giờ mà cũng còn bán rồi. Trời ơi. Chớ tách rồi, sắp này là sống tới 100 tuổi chứ. Đúng rồi. Cô năm nay nhiêu tuổi? Hôm nay 71. Mới 71 rồi. Này chấm sống 120 tuổi. 25, 21, 29 năm nữa rồi. Không. Sống 120 nha. Mát lạnh luôn á. Thơm ngọt quá. Ok nha mọi người. Khoai mỡ bao nhiêu hả cô? Bán con một phần khoai mỡ. Trời ơi. Hơi cứng cứng xíu. Cái này mà mềm để xíu sẽ ngon hơn. Dạ bánh tráng trộn bao nhiêu tiền ạ? Dạ 20. Đây một phần bánh tráng trộn. Đừng có ăn ớt còn ít thôi. Là ở đây ngày thường bán ấy lắm, chỉ có chủ nhật quẩy nhật thôi. Có khô gà, khô bò, khô rứa, hành phi, khô nai, khô mực, ram xoài, đấy chọn thật là đều. Mà hứa đều ok luôn nha. Nhưng có điều bánh chén ảnh làm mềm hơn, thứ sẽ ngon hơn. Có ly nước nào 10.000 không chú? Có nước suối. Dạ bán ngon một chai nước suối nha. Mọi người cuối cùng ở đây thì mình thấy là không biết ăn gì mọi người, cho nên là mua nước. Thường thì mọi người đến làm sen thì mọi người sẽ ăn bên trong là nhiều, nhưng mà ít ai nghĩ là ăn bên ngoài giá bao nhiêu á. Thì mình hôm nay làm cái clip này để cho mọi người biết là cầu 100.000 sẽ ăn được bao nhiêu món. Vậy là mình đã hoàn thành hết rồi nha. Mọi người muốn mình đi đâu nữa thì bình luận cho mình biết.